nằm xuống, như một đứa trẻ ngủ trên giường. Từ từ thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhắm mắt lại. Tưởng tượng các cơ đang trải dài ra trên thảm, không khí xung quanh ta thật trong lành, mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể ta. Ta cảm nhận được giai điệu và tình yêu của Baba Nam, Keva Nam. Chú ý vào hơi thở của bạn, thở chậm và sâu từ cơ hoành. Hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít vào nguồn năng lượng của vũ trụ vào khắp các tế bào trong cơ thể bạn. Tâm trí và thể xác của bạn đang được nạp đầy năng lượng. Hãy cảm nhận nguồn năng lượng của vũ trụ đang xuyên qua bạn, rửa sạch và cuốn đi tất cả mọi căng thẳng, tiêu cực từ bên trong lẫn bên ngoài. Cảm thấy chính mình đang tràn đầy năng lượng thanh lọc này, tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông của cơ thể bạn, làm bạn cảm thấy tràn đầy những niềm vui và tình thương yêu. Tập trung chú ý vào rốn, hít vào, phình bụng lên, thở ra, hóp bụng lại, hít sâu, phình căng bụng lên, thở ra, xẹp sát bụng lại, chậm chậm, hít vào, thở ra. Một cảm giác dễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể bạn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân đang ấm dần lên, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn chân. Lòng bàn chân thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới cổ chân, gót chân, hai bàn chân ta hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa từ bàn chân tràn đến khớp gối. Tập trung vào khớp gối. Khớp gối đang ấm dần lên. Khớp gối thật ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ khớp gối lan tỏa tràn lên đùi, hai bên khớp háng. Tập trung vào khớp háng. Khớp háng đang ấm dần lên. Khớp háng thật ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ khớp háng lan tỏa vào trong vùng bụng. Tập trung chú ý vào rốn. Rốn đang ấm dần lên. Rốn thật ấm, thật ấm. Hơi ấm từ vùng bụng lan tỏa tràn lên ngực. Tập trung chú ý vào ngực. Các cơ trên ngực tà đàng hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm từ vùng ngực lan tỏa tràn lên hai bên bờ vai, ra phía sau lưng cột sống. Tập trung chú ý vào cột sống. Cột sống đang ấm dần lên. Cột sống thật ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa dần vào khắp các cơ quan nội tạng: gan, tâm, tỳ, phế, thận. Các cơ quan nội tạng đang hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, đôi tay, cổ tay, cánh tay. Hai tay ta đang hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm từ cánh tay hòa cùng hơi ấm cơ thể lan tỏa dần tới cằm, tới cổ, hai bên má, lên mũi, hai bên mắt, lên trán. Các cơ trên khuôn mặt tà đàng hoàn toàn thư giãn.
nét mặt tả thật, nhẹ nhàng và thanh thản. Hơi ấm lan tỏa sang hai tai, ra sau gáy và lên tới đỉnh đầu. Hơi ấm lan tỏa vào trong não, hệ thần kinh đang thư giãn, mọi căng thẳng hoàn toàn biến mất. Tâm trí ta tràn ngập bình an và hạnh phúc. Cơ thể ta thật nhẹ, thật nhẹ. Bồng bềnh trôi trên sóng biển.